Hôm nay mình có mặt ở xã Vinh Nhuận nha các bạn. Xã Vinh Nhuận này nó nằm bên thuộc của Châu Thành nha, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Để mình đi với ba anh nha các bạn. Ba anh Vinh đến với Hải nha. Để mình cưa cái cây còng nha các bạn. Cây còng này cái gốc nó khá khủng nha các bạn. Gốc nó khoảng gần 300 lên tàn là gì nè. Đây. Đây có cộng dây điện các bạn, dây điện ta đi vô là nó bơm nước nè. Này dây điện đâu nha. Năng nó nằm sát ở ngoài luôn. Đây đám bắp ta trồng ra trái nè. Dỗ anh lên nha bạn, cây này lên nó chia hai tờ. Không anh, ra anh gặp cây nào rồi nó chết chết giờ anh không quay cây luôn, gặp như mấy cây chánh, như mấy cây trời trời. Ah!
sóc ra. Ừ. Ừ, bỏ luôn. Sát luôn này. Ừ. Một cây. Ở dưới là một cây 100.000 nha bạn. Ủa, cây bắp. Cây bắp là 100.000 đó. Trái như vậy 100.000. Ờ vậy ta đàn vậy đó.
thụ được, nó cây thụ được không? Nhẹ đấy, nhẹ xuống đi. Không sao chưa á? Ông đưa cái cọng dây có cái móc này tôi. Tôi nói ông thụ nhẹ xuống đi. Cắt rồi đi. Nhìn móc dây điện vô nha, cho mấy cái tược nhỏ này nó bay xuống dưới này. Dục dây thấy không? Dục cũng ngốc thấy không? Quá cái móc ra luôn rồi kìa. Đi vô, đi vô, đi vô. Lấy cái máy cắt nó rồi. Cái móc mình nó quát đó. Quát cái móc ở trên kìa. Hải ơi, cái cây sắn mà không bự đâu. Trả cho anh kìa. Bụi dữ lắm bụi. Tới mé luôn. Tưởng nó chọt gốc mà nó không chọt gốc. Nhấn dây dây điện nè. Qua đi, đừng chạy luôn. Qua luôn rồi đó. Sợ nó cái cây sắt nó chịu không nổi á. Không có mấy cái cây sắt đó nó mục đó, nó dễ bị cúp lắm. Chứ không phải mà nói cái cây kia.
Xuống dưới luôn. Buông đi, buông đi, xuống sát dưới luôn. Sát nguyên cái cầm giò luôn đi. Oh.
chắc được à. Cái này cháy vô phải không? Cháy cái dưới xuống được không? Không, nó kẹt cái trên rồi. Nó kẹt cái nhỏ trên đó. Cái này trước nè. Cái đó rồi. Đường rồi đó. Kéo lên thì cắt được. Xuống 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 cho nghe ơi.
đúng. Đủ được không? Được, được. Nó hút xa lắm, tính đó mày thụ là hút xa lắm. Không có à, lên trên được rồi, chứ hai thụ á. Cái nhánh bên kia kìa. Hai nhánh bên đây rồi, đấy kìa. Hai nhánh bên đây không bỏ mày em xuống qua đây nữa. Mọi người cắn hơi đi, ờ vậy đó. Rồi cắn đi. Nghe nghe cái mé luôn đó. Lên trên bờ này luôn đó nè. Ghen không? Kéo chi. Cho cây nó lên trên bờ á, để nguyên tàn cho nó ngã ngang ngang cái lọ này, nó thổi lên kia cho nó dễ. Trời lỗi luôn rồi. Ê, bỏ tới da luôn á. Biết cây này lỗi rồi. Vô quẹ. Ông này cái tôi cắt ổng gì không? Cây này lỗi quá trời lỗi rồi. Yeah.
cảnh sát đi. Gặp cái đi, gặp qua đi. Vậy đó đơn giản.
Nó còn dính cái rễ lớn ở đây nè. Tiếp ra, tiếp ra, tiếp ra. Nào còn dính miếng không? Dính đâu dính. Ừ, người tới của hũ luôn rồi. Mà có cái nó dính đây nè, nó dính ngay chân chỗ này chừng phân à. Đúng rồi ông nội ơi, bên đây có dính đâu. Hải này cắt không tới mặt đó đó. Tại vì tôi tính cho nó sát sát vô mà ông kêu để ngoài quá nè. Có chừng phân à. Dính cây xong lỗ coi. Lỗ chà bá đó. Lỗ què có bự lớn. Trời ơi ông ơi, thù lao phô 7 nó ra lỗ bự à. Báo người ta nó đi. Để lỗ nè, có này lỗ bự nè. Ủa mẹ lấy cây. Này lên tới của hũ rồi. Rồi. Nó xuống tới cô hủ rồi. Cái này đúng ra là lấy hơi lên chút xíu rồi. Đúng ra là cho thêm trăm phân nữa. Phân nữa là đúng rồi. Lên xuống tới cô hủ hết rồi. Lấy lên phân nữa là đúng rồi. Rồi xả ra đi. Xuống ốc nổi không? Đúng rồi. Nếu của tôi kìa.
rồi. Tiếp theo của mình nha, các bạn.